Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại gian hàng của GAC Moto, một thương hiệu của Trung Quốc, tại Paris Motor Show 2018. Vâng, đây là một thương hiệu đến từ Trung Quốc nhưng mà nó rất đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào tìm hiểu xem là chiếc xe Trung Quốc này nó như thế nào. Ngay sau lưng tôi là một chiếc xe SUV gầm cao 2 cầu có tên là GS8. Cái thương hiệu này thì tôi đã nghiên cứu khá nhiều ngay từ hôm tôi đi Bắc Kinh Motor Show về, và đây có lẽ là một thương hiệu mà ngon lành nhất. Nói là ngon lành thì cũng chưa hẳn, nhưng mà rất ngon, rất đẹp. Nó đã mang sang Mỹ để bán, chứng tỏ nó rất tin tưởng cái chất lượng cũng như là cái khả năng chinh phục người Mỹ của nó. Thì thực sự khi mà nhìn qua màn hình ấy, thì tôi thấy nó đã đẹp rồi, nhưng hôm nay ở tại đây ấy, thấy nó đẹp thật, nó rất đẹp luôn. Nếu mà để so sánh với thiết kế của VinFast thì thôi không so sánh nhá. Nhìn đèn đóm nó đẹp thế này cơ mà. Này, này, đèn nó như thế này cơ mà. Và dự kiến xe này nhá, mà bán ở Mỹ hay là bán ở Trung Quốc nhá, nó chỉ khoảng 700 triệu thôi. 700 triệu thôi, động cơ 2.0. Động cơ 2.0 nhá, mà công suất mạnh hơn 200 mã. Mà 7 chỗ thực sự nhá, 7 chỗ rộng lắm. Lát nữa tôi sẽ cho các bạn nhìn cái nội thất của nó, thì các bạn sẽ thấy là cái nội thất của nó cực kỳ đẹp. GS8 của thương hiệu GAC nhá, các bạn nhớ nhá. Giả sử như mà tôi mà mang chiếc xe này về Việt Nam để bán cho các bạn thì các bạn có mua không? Về Việt Nam tôi bán khoảng tầm 850-900. 900 đi, giả sử như 900 đi. Thì có mua không ạ? 900 triệu. Dẫn động 2 cầu, 7 chỗ. Đây. Nếu mà các bạn search ở trên mạng ấy, các bạn sẽ thấy nhiều video hơn nữa. Nó đẹp lắm luôn ấy. Đây này, nhìn nó không khác gì một chiếc xe giống xe Nhật, nó thiết kế giống xe Nhật, nó thiết kế giống kiểu chiếc Land Cruiser. Nhưng mà nhìn nó thanh thoát hơn, nhìn nó thanh thoát hơn, nó điệu hơn. Bạn thấy không? Này. Rồi nhìn xem mâm bao nhiêu inch nhá. Này, mâm này không xấu đâu. Thực ra nói xấu đẹp thì mỗi người mới tính. Tôi thì tôi thích ít chấu hơn, mâm này nhiều chấu quá. Mâm 19 inch nhá. Lốp to, dày, 19 inch mà lốp dày như thế này chứng tỏ là nó sẽ êm đấy. Camera 360 đầy đủ, đèn LED ở trên gương đầy đủ. Nói chung mà để mà nói về xe Trung Quốc ý, thì nó chả thiếu cái gì cả. Ngay cả cái tay nắm cửa này, ngay cả cái tay nắm cửa nhá, mạ chrome nhá. Cái viền ở đây là cái viền cảm ứng rất đẹp. Khóa cửa đấy, khóa cửa thông minh đấy, chạm vào cũng để mở, rất đẹp. Đi một vòng đã rồi tôi sẽ cho các bạn xem cái nội thất của nó đẹp như thế nào, nó đáng tiền như thế nào. Còn cái xe, anh em mình cứ chê xe Trung Quốc chứ tôi thấy xe Trung Quốc bây giờ họ làm tốt lắm, rất tốt luôn. Chẳng qua mình chê thì mình chê thôi, mình thích thì mình chê thôi. Đây này, nhìn vào cái đuôi xe đây này, nhìn vào cái đuôi xe này xem có chê được không này. Nhìn cái phần đèn hậu này, nhìn đèn LED của nó thôi rồi chứ. Tóm lại là chả kém gì xe Đức cả. Đèn này mới là đèn, nói chung đã làm thì phải là cho ra làm phải không ạ, đừng làm cho có. Nhìn cái đèn trước nhá. Đây này, tên xe là GS8 3.2.0T, có nghĩa là bản 2.0T đấy. Còn số 3 kia thì tôi không hiểu, có thể là ba hàng ghế hoặc như nào đấy. Này, cái đèn LED của nó có mấy lớp này, 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp. Wow, đẹp quá thể luôn ấy, đừng có đùa. Cam 360, giảm xóc đẹp, thân hình đẹp, nhìn trông khỏe khoắn cứng cáp. Đó, đẹp chưa? Cảm biến xung quanh xe. Đây, i4WD, dẫn động 4 bánh, thông minh. Còn có toàn thời gian hay như thế nào thì chưa test nên chưa biết được. Cái hãng này ấy, nó tên là hãng Chăm Chỉ. Đây, Chăm Chỉ đấy, tên ông Chăm, nhưng mà là Chăm Chỉ. Đó, ổn chưa? Bây giờ vào nội thất nhìn này, này nội thất nó mới kinh dị. Rồi, hello. Rồi, đây, nhìn từ cửa trước nhá, nhìn từ cửa đi này.
da lộn này, da xịn này, gỗ này, viền nhôm này. Úi dồi, nhôm này thực ra là nhựa thôi nhưng mà nhìn nó cực kỳ nuột. Này, tất cả cửa đều là cảm ứng. À xin lỗi, đều là auto chứ không phải như một số xe đang bán tại Việt Nam là chỉ có cửa lái auto thôi, còn đâu là vẫn phải giữ nút. Này, có cả nhớ ghế nhá. Cái này hôm qua nhìn xe của anh Vượng thì chưa thấy có nhớ ghế này. Này, nội thất này, nhìn đi. Nhìn lại cái nội thất hộ cái. Nó đẹp. Cũng giống như những chiếc xe của Đức nhá. Đèn đóm đều chỉnh ở đây hết này. Đèn đóm đều chỉnh ở đây hết. Vô lăng này, cái vô lăng này thì có lẽ là hơi thô đấy. Vô lăng hơi thô nhỉ. Yeah. Cái chỗ này này. Nếu mà nó làm gọn gọn như kiểu BMW M đời mới thì đẹp hơn. Nhưng mà cái này các bạn có thấy giống cái gì không ạ? Nó giống kiểu của Maybach đời cũ ấy. Tôi nghĩ nó học kiểu đấy. Rất nhiều nút nhá. Sưởi ấm vô lăng luôn này. Ui, sưởi ấm vô lăng luôn này. Rồi, các bạn có nhìn thấy cái đồng hồ đeo màn hình không? Nó có giống với cả thiết kế của VinFast không? Giống đúng không? Chi tiết thì nó khác, cái màu sắc có lẽ nó khác nhưng mà hai cái hình tròn hai bên và cái màn hình ở giữa gần như là giống hệt. Thì tôi nghĩ ra VinFast nó sẽ gần giống, nó sẽ đẹp đẹp như này đấy. Đẹp quá. Đây. Chỗ nút điều khiển này. Đẹp chưa? Đây, nút điều khiển này. Xùi ôi, này, có cả chế độ chỉnh các chế độ lái này. Cái nút camera bật lên là hiện camera này. Đấy, camera 360 đẹp kinh dị luôn. Sưởi ghế này, làm mát ghế này. Giữ làn đường này, chống va chạm này. Rồi thiên đường option. Này, điều khiển các tính năng này. Cái này là off-road đấy. Đây là đi đường sa mạc cát này. Đây đi đường đá này, đi đường tuyết, chân trượt, đường thường này. Như một chiếc Range Rover luôn. Còn cái này là để chỉnh lái, chắc là sport hay gì đấy. Đây, bật camera lên nhé. Này, camera này. Rồi, 360, đẹp luôn. Tóm lại là nhìn nó cũng hao hao xe Đức đấy. Thiết kế nội thất thế này đẹp quá. Đây, tôi cho các bạn nhìn lại nội thất một lần. Đẹp chưa? GS8 của chăm chỉ. Cửa sổ chơi toàn cảnh panorama. Ồ, xồi ôi. Nó thế này cơ mà. Có điều mấy cái nút chỉnh ghế này thì không đẹp lắm. Thực ra cũng chả cần đẹp. Đến tầm giá này rồi thì thế này là ổn lắm rồi. Mình ưu tiên những cái mình dễ nhìn thấy thôi. Phải không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vào cái hàng ghế thứ hai nhé. Mình sẽ nhìn vào hàng ghế thứ hai nhé. Đây, hàng ghế thứ hai đây. Điều hòa này, có cả màn hình luôn nhé. Ở đằng sau là một vùng thôi. Đẹp chưa? Nhưng cửa gió điều hòa đâu nhỉ? À đấy, cửa gió điều hòa nó nằm ở trên. Trên này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Này, hàng ghế thứ hai rộng mênh mông nhá. Mênh mông luôn. Đóng lại. Ôi. Đây là hàng ghế thứ ba. Không biết có rộng hay không. Ôi, rộng phết đấy. Mà tôi đi một mình thì tôi không thử được đâu. Có cửa gió điều hòa luôn. Các bạn nhìn lên trên này. Đấy. Trời ơi. Đừng đùa của nó. Rồi bây giờ mình ra. Mình mở cái cốp ra nào. Rồi cốp mở điện luôn. Xịn xò chưa. Nhưng mà cái đuôi nó đẹp quá nhờ. Cái đuôi nó đẹp thế này cơ mà. Xe gì mà đáng yêu thế. Trung Quốc có khác, cái gì cũng có thể làm được. Gập ghế xuống thế nào. Gập xuống này. Rồi, gập đây. Rồi, úi dồi, rộng mênh mông luôn. Rất hay. Này, nội thất. Cốp đằng sau mà rộng như thế này thì có kinh không? Hơi bị kinh của nó đấy. Đúng là người Trung Quốc có khác. Việt Nam mà đưa xe Trung Quốc về mà thuế má nó mà rẻ thì chắc là xe Việt Nam khó bán, xe Nhật khó bán.
Tất nhiên về chất lượng thì còn phải bán nhiều, nhưng mà khi mà tôi đi ở bên Bắc Kinh ấy, tôi thấy khá nhiều chiếc xe này. Và lúc đó tôi có tự hỏi là tại sao Trung Quốc ở bên Bắc Kinh họ đi nhiều như thế mà nó đẹp. Tôi về tôi tìm hiểu thì thực sự ra được chiếc xe này quá đẹp, và tôi nghĩ là tôi sẽ mang nó về Việt Nam để tôi bán đấy. Các bạn có mua không? Nếu các bạn có mua xe này thì các bạn comment cái để tôi mua về tôi bán cho các bạn. Tôi sẽ bán rẻ thôi, bán hòa vốn thôi, không bán lại. Đâu đó chỉ 800-900 triệu thôi. Mua không ạ? Cứ cho là 900 triệu đi, thử cho là 900 triệu đi xem có mua không. Nhá. GAC Chomchi. Cái xe này tôi nói cho các bạn biết là nó đã đưa sang Mỹ, đã đưa sang thị trường Mỹ để bán rồi, và thị trường đâu đó hình như là Trung Đông gì đó đấy. Cái này search dễ mà. Search ở trên Google là ra ngay. Xem nó có xứng đáng không? Rẻ thế này thôi. Vậy thì chúng ta mua xe này hay là mua những cái xe kia? Mà option đầy đủ, những option miên man luôn. Xe tàu mà option rẻ lắm. Và để mà nói là bền hay là không bền thì hôm nào tôi bay sang Trung Quốc một chuyến, tôi sẽ hỏi xem những người ở bên đó chạy cái xe này họ đánh giá thế nào. Chứ đi nhìn cái mẫu xe này, nhìn này không thể chê vào đâu được. Nó đẹp quá. Rồi các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Xe Hay thường xuyên nhé. Subscribe này, ấn chuông này để theo dõi thường xuyên video của Xe Hay. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo, video tiếp theo.